em chào tất cả mọi người nha. Em là nhân vlog 1989 đây. Em chúc cho mọi người xem video vui vẻ nha. Mọi người xem video mà thấy những cái nhân chia sẻ nó hữu ích á thì hãy cho mình một lượt like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người xử lý nước trong hồ của mình cực trong luôn. Nếu như hồ của anh chị em của chú mình chẳng may ngày trước khi mà xây hồ á, mình chiên ngăn lọc nó nhỏ quá, nó xử lý nước không được tốt á, thì mình sẽ đưa ra cái hướng chế thêm cái lọc của mình để giúp cho nước trong hồ của mình trong hơn, tốt hơn và đẹp hơn. Để mà hạn chế cái tình trạng nước trong hồ của mình không được xử lý tốt á, thì trong video này em mời mọi người cùng như là em sẽ về tỉnh Vũng Tàu nha. Mình ghé nhà của em Thăng để mình tham quan cái mô hình hồ của mình với tổng thể tích nước hồ Chánh và Lọc á, nó tầm cỡ khoảng 1 khối. Cái thời gian trước cách đây hơn 3 tháng khi mà Thăng làm hồ này á, nó bị gặp cái lỗi, có nghĩa là ngăn lọc của mình chia nó nhỏ quá, lọc nước không có tốt, nước trong hồ của mình thì không có trong được như vậy, cá thì hầu như chỉ nằm đá nhát người thôi. Sau khi mà hai anh em trao đổi với nhau á, thì mình có góp ý cho Thăng, thôi bây giờ là em chế thêm cái lọc đi, có nghĩa là mình tận dụng những cái thùng 20 lít nè, 30 lít, 50 lít gì cũng được, nhưng mà từ ngay chỗ cái bơm á, thay vì mình bơm trả về hồ làm luôn thì mình sẽ tiếp tục bơm lên một cái dàn lọc nữa. Thì sau khi mà Thăng chế thêm cái dàn lọc của mình thì nước trong hồ đến thời điểm hiện tại bây giờ hơn 3 tháng rồi, mình chưa có vệ sinh nha, chỉ xả lắng thôi, nước trong, cá khỏe dạng người, thì cái hiệu quả mang lại tương đối rất là cao. Nên là trong video ngày hôm nay mình chia sẻ hồ của em Thăng lên á, thứ nhất là lưu giữ lại để làm kỷ niệm, thứ hai là giới thiệu hệ thống lọc hồ của Thăng tự chế, và cái thứ ba, thông điệp trong video này mình muốn truyền tải đến tất cả mọi người, đó là anh chị em cô chú nào ở nhà ngày trước mình làm hồ rồi, xây ngăn lọc quá nhỏ, nước cảm thấy không được tốt, thì anh chị em mình có thể là tham khảo từ cái mô hình hồ đến cách làm lọc của em Thăng luôn nha. Bây giờ mình chia sẻ một vài thông số hồ của Thăng, sau đó mình sẽ nhờ Thăng chủ hồ ha, sẽ giới thiệu chi tiết ngay chỗ của phần lọc để cho mọi người xem cho nó kỹ luôn nha. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím, đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á, thì có thể liên hệ với lại nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Bây giờ em chia sẻ một vài thông số hồ của em Thăng cho mọi người tham khảo, sau đó em sẽ nhờ Thăng ha chia sẻ cụ thể chi tiết ngay chỗ phần lọc của Thăng á, cho mọi người hình dung cho nó dễ luôn nha. Thì hồ này của mình với tổng chiều dài hồ Chánh và Lọc là 2m, chiều ngang của mình là 80 và mực nước trong hồ Thăng đang đẩy gần 70. Như vậy là mình tính ra tổng thể tích nước hồ Chánh và Lọc của Thăng nó tầm cỡ khoảng là 1 khối hơn nha. Nếu mà anh chị làm cái mẫu giống như của Thăng á, mình chia ra lọc bằng 1/3 so với là hồ Chánh thì nó sẽ dao động tầm cỡ khoảng 250 đến 300 lít là ok nha cả nhà. Trong hồ thì Thăng đang làm 2 hút đáy nha, mình có thể là làm hút đáy 49 cũng được, nhưng mà ở đây Thăng làm 2 hút đáy của mình là 60. Hút mặt thì mình có thể là 27 hoặc là 34 cũng được nha cả nhà. Ba đường ống này sẽ dẫn nước từ ngay chỗ hồ Chánh qua hệ thống lọc của mình để mà xử lý. Nói về cái cách mà đi đường ống, ở đây thì Thăng đi đường ống mình không có gì phải mà bổ sung thêm nữa. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là chiên ngăn lọc. Thì ngăn lọc ngày trước khi mà Thăng làm nó cực kỳ nhỏ luôn nha mọi người, chia ra 2 ngăn. Nhưng mà mọi người biết là cái chiều ngang của mình chỉ có là 80 thôi, nhưng mà khi mình lọt lòng rồi thì mỗi một ngăn như vậy nó tầm cỡ khoảng là 30, nó cực kỳ nhỏ. Nên là khi nước từ ngay chỗ hồ Chánh nó kết nối qua bên ngay chỗ hệ thống lọc của mình á, cộng với lại là Thăng khi mà sắp vào liều lọc á, mình sắp nó quá thưa đi, nó không có đủ cái không gian thời gian để cho cái phân của mình nó lắng lại, nó dẫn đến là qua ngay chỗ ngăn bơm, và bơm của mình khi mà trả về hồ á, nó lọc không có được tốt, tầm cỡ khoảng 3 ngày đến 5 ngày là nước trong hồ của mình nó bị vàng, bị xanh. Sau khi mà hai anh em trao đổi với nhau thì mình có góp ý cho Thăng là bây giờ chế thêm cái lọc. Thì ở nhà nếu mà anh chị em cô chú mình kiếm được những cái thùng sơn nước 20 lít, 30 lít á, mình làm lọc rất là tốt nha. Cái bơm của mình sẽ tiếp tục bơm lên những cái thùng lọc này, trong đây mình để xi mát, sứ thanh, sứ viên, nham thạch gì đó lọc nước, rồi nước của mình trả về hồ. Như vậy là cái chất lượng nước trong hồ của mình mới cải thiện được. Còn nếu như từ ngay chỗ cái phần ngăn bơm mà mình trả về hồ làm luôn luôn giống như ban đầu khi mà Thăng làm, thì chắc chắn trên 90% nước trong hồ của mình sẽ không xử lý nước được. Thì khi mà nước trong hồ của mình xử lý không được tốt thì cá trong hồ của mình tự động nó sẽ nhát người, và thậm chí thường xuyên xuất hiện những cái tình trạng bệnh bên trong hồ của mình. Mọi người cũng biết rồi, khi mà mình nuôi cá coi thì chủ yếu là mình nuôi xả stress. Nhưng mà khi mình đã dấn thân vào con đường nuôi cá coi rồi nhưng mà nước trong hồ không được tốt, cá của mình nó bỏ ăn, nó thường xuyên bị bệnh thì nó sẽ làm cho mình bị stress nặng hơn. Nên là mọi người ai đang dự định làm hồ cá coi thì hãy dành ra một tí xíu cái thời gian để mình tìm hiểu về cái nguyên lý hoạt động của bộ lọc nè, rồi cá coi của mình cái tập tính của nó như thế nào, cái gì quan trọng nhất khi mà mình nuôi cá coi để khi mà đi vào bắt tay thi công á, thì mình sẽ không bỡ ngỡ. Rồi khi mà mình thả cá rồi nó gặp những cái trường hợp
mà nước không được tốt hoặc là cá bị bệnh mình xử lý như thế nào, thì đó là những cái điều kiện cơ bản của một người chơi cá coi mà anh chị em cô chú mình cần phải nắm nha. Còn anh chị mình chưa biết làm lọc như thế nào hoặc là cá nó bị bệnh hay làm như thế nào để mà điều trị, những cái cơ bản liên hệ với nạn nhân để được hỗ trợ tư vấn miễn phí nha. Bây giờ hệ thống lọc hồ của em Thăng ở đây, mình sẽ nhờ Thăng ha, sẽ là chủ hồ chia sẻ cụ thể chi tiết cái cách mà Thăng vận hành để cho mọi người xem coi là ở nhà nếu như hệ thống lọc của mình làm nhỏ giống như của Thăng, bây giờ mình muốn nước trong hồ của mình nó trong giống như của Thăng, thì mọi người có thể là xem coi là cái không gian nhà mình á, nó có đủ để mà mình chế thêm một cái dàn lọc tương tự giống như của em Thăng hay không nha. Hello mọi người, hello anh Nhân. Thì hôm bữa có nhờ anh Nhân tư vấn hỗ trợ sửa lại lọc ấy, thì em có bỏ thêm lưỡi lan vào trong lẳng để cho lẳng càng tốt hơn, nhưng mà có bỏ thêm chổi để cho chắc 15-20 cây gì đó. Còn ngăn bơm thì để xi măng và bơm lên, bơm lên đây. Bên đây thì để thêm xi măng rồi đá nhân thạch. Ngăn cuối cùng để xi măng rồi lại sự thanh. Thì được trống hơn lúc đầu mình làm. Cả thì nằm đáy, chấm theo cách chấm tới ra, còn mũi theo như cách nhân chia sẻ trên video ấy, thì giờ cả nó bơi tung tăng tươi hơn rồi, đỡ bình này. Em cảm ơn anh Nhân nhiều, mẹ yêu. Vừa rồi thì Thăng đã chia sẻ với là mọi người cái cách mà Thăng làm lọc anh em nha. Có nghĩa là từ ngay chỗ hồ chánh 2 hốc đáy 60, một hốc mặt của mình 27 sẽ dẫn nước qua bên ngay chỗ ngăn đầu tiên. Ban đầu thì Thăng để cái vật liệu lọc của mình rất là thưa, nhưng mà sau này mình góp ý cho Thăng là thêm lưới lan, với lại là Thăng bổ sung thêm chổi nữa. Nên là ngay chỗ ngăn lá của mình bây giờ nó tương đối ổn định, giữ phân được rồi. Sau đó nước sạch sẽ qua ngăn thứ hai, mình sẽ để zim mát với lại là bơm. Mọi người thấy á, ngăn của mình nhỏ, để cái bơm nó đã muốn đầy rồi, nên là để zim mát vào chủ yếu là lọc tí xíu thôi, chứ thực chất là nước không có được xử lý tốt nha. Ngay chỗ này thì Thăng sẽ tiếp tục bơm lên cái thùng đầu tiên, thì anh em có thể là để zim mát, nhâm thạch, xứ viên, xứ thanh. Rồi hai thùng thì nước của mình sẽ chéo xuống với lại cái đáy của cái thùng số 2. Thùng số 2 tương tự cũng vậy luôn, lọc nước rồi ở trên cùng mình sẽ khoan hai cái đường ống để cho nó trả về hồ, hoặc là qua ngay chỗ dầm ba kỳ lọc nước rồi trả về hồ để cung cấp hàm lượng oxy cho hồ của mình luôn. Đây là cái cách mà Thăng vận hành đến thời điểm hiện tại. Bây giờ là hồ của mình hoạt động được gần 3 tháng hơn rồi, nước thì như mọi người thấy rất là trong, cá của mình cực kỳ khỏe luôn. Anh chị nào ở nhà hiện tại bây giờ lọc của mình nhỏ quá, lọc nước cảm thấy không được tốt, thì chế thêm hai cái thùng lọc tương tự giống như của Thăng nha, là đảm bảo nước trong hồ của anh chị em của chúng mình sẽ trong vắt giống như nước suối nha cả nhà. Thôi mình xin phép cũng kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Thì cũng đại diện cho bên kênh đó Thăng, anh cảm ơn rất là nhiều đã chia sẻ hồ cũng như là hệ thống lọc lên kênh cho mọi người tham khảo. Đại diện cho mọi người thì anh chúc cho em cũng như là gia đình mình luôn dồi dào sức khỏe. Anh chúc cho công việc của Thăng làm ăn ngày càng tiến triển, phát đạt thành công nhiều hơn nữa nha. Mọi người khi mà xem video á, thấy những cái mình cũng như là Thăng chia sẻ nó hữu ích, thì hãy cho hai anh em mình một lượt like, đăng ký kênh ủng hộ mình để có tinh thần làm thêm những video kế tiếp nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nha. You told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows.